Văn bút Hoa Kỳ Pan America vừa xếp Việt Nam vào nhóm 10 quốc gia đáng quan ngại nhất trên thế giới về việc đàn áp các tác giả, nhà báo, với 16 người đang bị chính quyền giam cầm và 27 người đang đối mặt với nguy hiểm. Bản xếp hạng tự do sáng tác 2022 công bố vào cuối tháng 4 năm 2023, kèm theo báo cáo về phần Việt Nam của tổ chức này, nói chính phủ Việt Nam tiếp tục bắt giữ và bỏ tù người viết vì đã đưa ra những phát biểu chỉ trích chính phủ, hành vi bị coi là tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự. Tổ chức này nêu các trường hợp như Bùi Văn Thuận, Trần Hoàng Huấn, Lê Mạnh Hà bị phạt tù dài hạn trong năm 2022, hay trường hợp Nguyễn Lân Thắng trong năm nay với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Tổ chức này cũng nêu trường hợp của nhà báo Lê Anh Hùng và Phạm Đoan Trang. Pan America, Tổ chức có trụ sở tại New York với hơn 100 năm thâm niên, tập hợp hơn 7.500 tác giả, nhà báo, nói Lực lượng 47, một nhóm do Tổng cục Chính trị Quân đội Việt Nam lãnh đạo nhằm hậu thuẫn quan điểm của nhà nước trên mạng xã hội, đã mở rộng đáng kể trong những năm qua, với các hoạt động như báo cáo hàng loạt trên các nền tảng mạng xã hội nhắm vào những người bất đồng chính kiến. Văn bút Hoa Kỳ khuyến nghị Việt Nam hủy bỏ Điều 117 Bộ Luật Hình Sự, đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ tái giới thiệu và thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam và yêu cầu chính phủ Việt Nam tuân thủ các nguyên tắc nhân quyền và tự do ngôn luận như một yếu tố nền tảng của mối quan hệ song phương giữa hai nước.